Hoàng Audio xin kính chào toàn thể anh chị em. Đấy, tối hôm qua em có đăng một cái video là con lọc CSS3U có đèn nháy này. Đấy, thì hôm qua em cũng báo luôn là có 3 con. Thì sáng hôm nay đã có 3 khách cọc chốt 3 con này. Đấy, và hiện tại thì 3 con CSS này đã hết hàng. Và 3 con lọc tiếp theo em giới thiệu đây anh em. Đó là một dòng lọc rất là hay và rất là nổi tiếng, rất là quen thuộc ở trên thị trường. Đó là dòng lọc Bengger, một thương hiệu là đến từ nước Đức. Đấy, ba con này nói chung là không phải ba con này mà tất cả những con lọc em bán đều là hàng chọn, đều là hàng tuyển chọn, zin nguyên bản và không gãy một cái cần nào cả. Đấy, như anh em nhìn đây còn rất đẹp, mặt phay nhôm còn rất đẹp. Trong ba con này nó giống như hệt với nhau nhưng mà nó lại là hai loại. Đấy, cái loại mà có chữ FBQ này, chữ FBQ này là có nghĩa là nó sẽ có cái nút bật tắt cái đèn nháy này, lúc bật lên thì nó sẽ nháy theo nhạc, còn lúc tắt nó đi thì nó sẽ sáng cố định. Con bên dưới này nó sẽ không có cái sáng cố định đấy, nó sẽ không có cái sáng bật tắt để nháy đấy. Đấy, con mã bên dưới này nó là cái đời mà không có cắt xốp đằng sau. Đây em quay cho anh em xem. Đấy, nó có hai loại, một loại là có cắt xốp ở đằng sau và một loại là không có cắt xốp đằng sau. Thì giá của hai con này nó sẽ là 2.400.000 bao ship và con này thì sẽ là 2.200.000 bao ship, nó chênh nhau 200.000 nhé. Đấy, nó chỉ khác nhau một cái là một loại có cắt xốp, một loại không, còn tất cả các cái chất lượng hoặc là cái linh kiện hoặc là cái chất âm của nó ra là y như nhau. Đấy, chất âm là y như nhau, nó chỉ khác là một đời là có cắt xốp, một đời là không có cắt xốp thôi. Đấy, có 3 con rất là đẹp và cái giá của em đưa ra là cũng là quá hợp lý rồi. Một loại này là 2.400.000 bao ship nhưng mà chưa kèm dây rắc. Còn loại này rẻ hơn 200.000, 2.200.000 bao ship và chưa kèm dây rắc. Những cái dòng Bengger này, tất cả những cái sản phẩm âm thanh của nó thì đều rất là chất lượng và đắt tiền. Nếu mà để bỏ ra một số tiền mà mua hàng mới về dùng thì em nghĩ là rất là khó khăn đối với dân Việt Nam mình. Đấy, còn những con bãi này em chọn nói chung là tất cả nó còn zin nguyên bản hết và cái độ mới của nó còn đến 90%. Thì nói chung là về anh em dùng gia đình thì cứ dùng mỹ mãn luôn. Rất là đẹp, chất âm thì rất là hay. Không phải tự nhiên mà bọn em nói nó hay được. Đấy, thì phải do tất cả anh em người dùng tin tưởng và mua rất là nhiều. Thế là những cái dòng này thì đấy, nhưng toàn được người ta tin dùng, người ta mua rất là nhiều. Thế là chắc chắn là phải hay thì khi người ta mua người ta mới giới thiệu cho bạn bè hoặc người thân mua tiếp. Đấy, những cái hàng này thì anh em chơi tha hồ luôn, tại vì không bao giờ nó có cái hàng nhái cả. Những cái hàng này chưa xuất hiện hàng nhái. DBX thì còn loa nhái nọ nhái kia, còn những cái hàng này thì không loa nhé. Anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967851866. Đối với những cái con lọc như này nhỏ nhẽ này thì em chỉ cần cọc 100.000 là cho lên đường ngay. Hàng đến nơi anh em kiểm tra đúng như hàng để kiểm tra thật kỹ nhé. Đúng hàng như trong video để anh em thanh toán nhé. Nếu muốn xem ruột thì có thể alo nhấc máy gọi cho em. Em sẽ cho xem ruột trực tiếp luôn. Tất cả đèn đóm là còn sáng hết, không thiếu một cái nào cả. Rất là đẹp. Xin chào anh em.